tassa do sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ok rồi. Cái gì có câu hỏi, tí gì hỏi câu hỏi cái gì? Trong tam địa thủ phần 2, các pháp phi thành thủ mà cảnh thủ ở đây 17 tâm duy tắc có nhân là chỉ sanh lên những vị A-la-hán, và vị A-la-hán thì không còn tâm sân si, nên có phải những tâm duy tắc là cảnh của thủ là chỉ khi những tâm này là pháp chí định chứ không phải là pháp chân đế? Thì hôm mình nên nhớ là trong đầu đò, nhờ cái khi mình học về mẫu đề trong cái này, là Đức Phật ngài chỉ nhắc về những pháp chân đế chứ không có pháp chí định. Mình nhìn trong này mình đâu có thấy không có pháp chí định nào hết, toàn bộ những cái này đều là pháp chân đế không. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là khi mình học về tâm nào hoặc bắt cảnh nào, mình nhớ là tâm tham nó bắt tất cả trừ những pháp siêu thế ra mà thôi. Những pháp siêu thế nó không bắt được, cho nên còn tâm tham toàn bộ những cái khác nó đều bắt được hết, là những tâm duy tác của vị La Hán nó cũng bắt được luôn. Cho nên ở đây là nói thủ là tâm sở tham và tâm sở tà kiến, hai cái đó nó kết hợp với tâm tham. Khi tâm tham sanh lên mà có hai cái đó thì hai cái đó nó cũng bắt được luôn, cho nên hai cái đó nó bắt được luôn những tâm duy tác của vị A La Hán. Toàn bộ cái đó đều là pháp chân đế hết chứ không phải là pháp chỉ định. Dạ, thưa thầy, thầy cho cái ví dụ làm sao nó bắt được cái pháp của những cái tâm duy tác hơn thưa thầy. Thì ví dụ như những vị nói sơ những vị đắc thiền đi, những vị đắc thiền thành nhân, hoặc là đây thì nói cho xếp thì là nói những vị thành nhân, người ta đắc thiền được, người ta có khả năng nhìn được tâm của người khác, thì khi người ta nhìn vào vị A La Hán, dĩ nhiên những cái tâm siêu thế của vị A La Hán người ta không nhìn được, nhưng mà những tâm hiệp thế của vị A La Hán người ta nhìn được. Và có thể người ta biết vị này là A La Hán, người ta nhìn vào những cái tâm đó, người ta thấy những cái tâm đó tốt đẹp, người ta ham muốn những cái tâm đó, thì lúc đó tâm tâm tham nó bắt những cái tâm đó làm cảnh. Dạ, kính như mình thầy. Rồi ok rồi, hôm nay bữa trước là mình đã xong được cái tam đề về phiền não, rồi bây giờ mình qua cái tam đề thứ sáu là cái tam đề tầm. Thì tam địa tâm thì tên gọi của nó là quý tắc. Thưa thầy, cái phần số 8 với phần số 9 mình chưa có đi ra chi tiết, mình không cần nữa ha thưa thầy. Bởi vì những cái này nó giống như phía trên, nhưng mà trước nói nó giống phía trên, nó không có khác gì hết á. Mấy cái này là quen quá rồi, mấy cái đó thì đi làm đều, bởi vì thật sự nó chỉ nhắc lại những cái trên không thôi à, chứ đâu có gì khác hết. Rồi ok, bây giờ mình qua cái tâm tam địa tầm này thật sự nói trước nha, cái này nó rất là khó nè. Thật sự những vị mà có rất nhiều vị học cái này rồi mà bây giờ còn không hiểu tại sao nó là như vậy, cho nên là nhắc trước cho mọi người mình chú ý vậy. Rồi cái tam địa tầm rồi, cái này á là còn dư sót nghe, tức là sau khi Đức Phật ngài phân chia các pháp chân đế vào trong ba cái mục này rồi đó, vẫn còn dư sót những pháp chân đế ở bên ngoài, cho nên nó còn dư sót. Rồi trong tam địa tầm này nó có ba cái nhóm. Cái thứ nhất là các pháp hữu tầm hữu tứ, tiếng Pali của nó là sa quý tất cả sa quý cha ra đàm mà. Nhưng thứ hai là các pháp vô tầm hữu tứ là a quý tất cả quý cha ra mắt tà đàm mà. Và cái nhóm thứ ba là các pháp vô tầm vô tứ là á quý tất cả á quý
cha ra đàn mà. Rồi, bây giờ cái ý nghĩa của nó là sao? Cái này thật sự cũng không biết, không mình không rành tiếng Hán, nhiều chữ Hán Việt nhiều lắm nghe, bởi vì như khi mình đặt vào đây á, thì không biết các khi mình đặt từ Hán Việt nó có ý nghĩa sâu xa hay không. Nhưng thường khi mình đặt vào các pháp hữu tầm hữu tứ, có nghĩa là các pháp và trong đó nó có tầm và có tứ, phải không ạ? Là theo theo mình hiểu đúng như vậy không ạ? Còn các pháp vô tầm hữu tứ là các pháp mà không có tầm mà có tứ. Rồi các pháp vô tầm vô tứ là các pháp không có tầm mà cũng không có tứ. Nhưng nếu như mà hiểu như vậy á, thì thật sự cái này nó không có đúng. Bởi vì sao? Các pháp hữu tầm hữu tứ ở đây là muốn chỉ cho cái từ mà sáu quý tất cả sáu quý chà nó đam ma này, có nghĩa là các pháp mà nó đi cùng với tầm. Và đi cùng với tứ, tức là nó kết hợp với tầm và nó kết hợp với tứ. Chứ vì mình dịch mà các pháp có tầm có tứ thì lát này mình thấy phân tích chi pháp ra là nó bị lộn, nó mất chi pháp rất là nhiều. Mình nói là các pháp đi cùng với tầm và đi cùng với tứ. Cái thứ hai là các pháp vô tầm hữu tứ, thì có nghĩa là các pháp đi cùng, không đi cùng với tầm mà đi cùng với tứ. Cái thứ ba là các pháp vô tầm vô tứ, có nghĩa là các pháp không đi cùng với tầm mà cũng không đi cùng với tứ. Rồi bây giờ là để tránh cái sự hiểu sự khó hiểu thì cái nó là bây giờ cái vấn đề này mình mới thấy được là cái chuyện mà tiếp cận những cái này là mình phải tiếp cận bằng cách dựa vào cái bảng như vừa trước nói á. Okay, bảng này mình phải xem từng tổ hợp một. Okay, chứ nếu không á là coi như là nhìn không có ra. Okay. Thứ nhất bây giờ giả sử mình nhìn trong này nó có là 121 cái tổ hợp, mỗi cái tổ hợp trong này nó có một cái tâm và những cái tâm sở kết hợp với nó. Ví dụ như trong đó tâm tham này, tâm tham thứ nhất là nó có tổng cộng là một cái tâm tham và 19 cái tâm sở đi cùng với nó, thì cái tổ hợp này là 20 thành phần ở trong này. Rồi bây giờ mình nhìn vào 20 cái thành phần trong này á, thì trong này mình nhớ nó có tâm sở tầm và nó có tâm sở tứ ở trong này nữa. Okay. Thì mình nhìn vào trong này mình thấy bây giờ mình bắt một cái, mình lấy cái tâm tham, mình lấy cái tâm thôi nghe, chứ không nói là cái tâm là trong cái một phần vào trong 20 cái tổ hợp, và lấy cái tâm mình xem cái tâm đó nó đi cùng với tầm với tứ hay không. Thì có, nó có đi cùng với tầm, nó có đi cùng với tứ. Nghe. Tương tự như vậy, bây giờ mình bắt từng cái sở hữu ở trong bảy cái biến hành ra, chẳng hạn là xúc thọ tưởng tư nhất tâm và nguyện tác ý, mình lấy từng cái một rồi mình hỏi cái đó nó kỳ được có đi cùng với tầm với tứ ở trong cái tổ hợp này không. Thì có, toàn bộ bảy cái nào nó cũng có đi cùng với tầm với tứ hết nha. Bây giờ bắt đầu mình qua cái tiếp theo, là cái tiếp theo là tâm sở tầm. Bây giờ mình hỏi cái tâm sở tầm nó có đi cùng với tầm và tứ hay không, thì tâm sở tầm nó chỉ đi cùng với tứ mà thôi, chứ không, nó không đi cùng với tầm, bởi vì chính nó là tầm rồi, nó không thể đi cùng với nó được nữa, cho nên nó chỉ là đi cùng với tứ mà thôi, cho nên từ đó nó sẽ loại ra, nó không thuộc vào cái nhóm này. Cái tâm sở tầm không thuộc vào nhóm này bởi vì nó không cùng đi tầm, nó không cùng đi cả tầm với tứ. Nghe. Tương tự như vậy tâm sở tứ cũng vậy, tâm sở tứ thì nó chỉ đi cùng với tâm sở tầm chứ nó không đi cùng với tâm sở tứ, cho nên cũng loại cái tâm sở tứ ra luôn. Nghe. Tương tự như vậy mình hỏi cho những cái tâm sở còn lại, thì toàn bộ những cái tâm sở còn lại này thì nó đi cùng với cả tầm và tứ. Nghe. Cho nên đối với cái tổ hợp đầu tiên này, trong nó có 20 thành phần thì trong đó chỉ có 18 cái thành phần là đi cùng với tầm và tứ thôi. Còn cái tâm sở tầm và tứ thì nó không đi cùng với tầm và tứ. Nghe mà hiểu như vậy. Thì từ đó trong cái tổ hợp này sẽ loại hai cái ra, có hai cái này, hai cái tâm sở tầm và tứ mà kết hợp với cái tâm sở tham thứ nhất đó, nó không thuộc vào cái nhóm này.
Nè, rồi thì tương tự như vậy mình mới đi toàn bộ từng tâm một như vậy. Thì bây giờ mình đi qua cái mình phải hiểu trên cái tinh thần đó trước rồi, rồi xong rồi bắt đầu là mình mới đi lẹ một chút xíu là nhìn vào cái bảng này. Ok, mình nhìn vào cái bảng này thì mình thấy trong cái bảng này á là nó chỉ có trong cái bảng này thì cũng quay ngược lại cái kia đi. Đây. Bây giờ mình xem cái tầm này nè, có bao nhiêu cái tổ hợp nó kết hợp với tầm. Mình thấy 55. Ở trong 124 cái tổ hợp nó có 55 cái tổ hợp nó kết hợp với tầm. Và trong 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 121 cái tổ hợp này là có 66 cái tâm là kết hợp với tứ. Khi mình lấy chung với nhau thì chỉ có là 55 cái tổ hợp là nó vừa có tâm và nó cả vừa có tứ luôn. Thì trong 55 cái tổ hợp đó đó mình loại trừ 55 cái tâm sở tâm và 55 cái tâm sở tứ ở trong 55 cái tổ hợp đó ra. Toàn bộ những các pháp còn lại ở trong 55 cái tổ hợp đó nó đều kết hợp với cả tầm và tứ. Cho nên từ đó là mình mới thấy là nếu như như cái định nghĩa lúc nãy mà nó các pháp mà có tầm có tứ thì ví dụ mình bắt cái tâm sở xúc đi, mình có thể gọi tâm sở xúc là các pháp có tầm có tứ không, mình có thể nói như vậy được. Mình chỉ nó phải là cái pháp mà đi cùng với tâm sở tầm và tứ chứ nó không có tầm và tứ trong nó. Bởi vì thường thường mình hiểu khi mình hiểu như mình nói cái tâm tham thứ nhất nó kết hợp với 19 tâm sở, mình có thể nói à tâm tham trong tâm tham nó có tầm và tứ. Thì khi mình hiểu như vậy thì đôi lúc mình chỉ bắt cái tâm tham không thôi, mình không có chú ý tới những cái tâm sở, bởi vì khi mình không thể nói là tâm sở có tầm có tứ được, mà những cái tâm sở đó nó đi cùng với tầm và tứ thì ở đây mình phải hiểu nó là như vậy. Thì giờ đi ngược lại đó thì trong 55 cái tổ hợp này á là mình loại trừ 55 cái tâm sở tầm và 55 cái tâm sở tứ ở trong 55 cái tổ hợp này ra thì toàn bộ những cái chi pháp còn lại trong 55 cái tổ hợp này nó sẽ thuộc vào cái nhóm thứ nhất. Okay. Thì từ đó cái nhóm thứ nhất nó sẽ có cái gì, mình giờ nói gọn lại tóm nhất nó sẽ là 55 tâm mà kết hợp với tầm với tứ và những tâm sở còn lại. Thì những tâm sở còn lại khi mình lấy những cái tâm sở mà riêng ra hoặc là nhâm sinh tử chung ra thì nó còn lại là 50 tâm sở ngoại trừ tầm và tứ ra. Okay. Cho nên từ đó mới cái gì mình đưa cái bảng vào đây. Đây rồi, bây giờ như vậy rồi thì các pháp mà hữu tầm hữu tứ nó sẽ là 55 tâm kết hợp với tầm với tứ, tức là trong 121 tâm đó chỉ có 55 tâm là nó kết hợp với tầm với tứ và thôi, cái đó là về tâm. Còn tâm sở thì trong cái trong 55 tâm đó nó kết hợp với tất cả 50 tâm sở, nhưng mà vì mình trừ đi cái tâm sở tầm và tứ trong 55 cái tổ hợp đó ra rồi, mình chỉ còn lại có 50 tâm sở còn lại mà thôi. Mà phải nhớ là mình trừ đi 50 cái tâm sở, 55 cái tâm sở tầm và 55 cái tâm sở tứ. Ừ. Cái đó là những sắc pháp, cái pháp là thuộc vào cái nhóm thứ nhất. Bây giờ mình qua cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai là nó là các pháp không đi cùng với tầm nhưng mà đi cùng với tứ. Ok, bây giờ mình quay lại cái bảng, cái bảng lúc nãy. Bây giờ lúc này nhớ nó là các pháp mà không đi cùng với tầm mà nhưng nó đi cùng với tứ, thì bây giờ mình phải nhìn vào những cái tổ hợp nào mà nó có tứ trong đó mà nó không có tầm, là cái thứ nhất, nhìn những cái tổ hợp có tứ mà không có tầm. Thì trong này mình thấy á có 66 cái tổ hợp nó có tứ ở trong đó, 115 cái tổ hợp nó có tầm trong đó. Thì những trong 66 cái tổ hợp có tứ này, 55 cái tổ hợp nó có tầm trong đó, còn 11 cái tổ hợp còn lại nó chỉ có tứ mà thôi. Cho nên từ đó là mình thấy 11 cái tổ hợp đó, bây giờ mình chú ý vào 11 cái tổ hợp đó, thì trong 11 cái tổ hợp đó mình phải loại trừ đi 11 cái tâm sở tứ ra, bởi vì tâm sở tứ không thể kết hợp với tâm sở tứ được.
Cho nên toàn bộ 11 cái tâm đó và những tâm sở kết hợp với nó trừ tâm sở tứ ra là những các pháp thuộc vào cái nhóm này. Okay. Là cái thứ nhất. Là cái thứ nhất. Thứ nhất đó, là ví dụ như cái thứ nhất nó sẽ là 11 cái tâm mà kết hợp với tâm sở tứ không thuộc mà không có tầm. Thì nếu như mình nhìn vào cái bản chi pháp á, thì thật ra nó là 11 cái tâm nhị thiền. Đây. 11 cái tâm nhị thiền này. 11 cái tâm này. Trong 11 tâm này nó chỉ có tứ chứ nó không có tầm. Cho nên 11 tâm này á, là 11 cái tổ hợp này á, là trừ 11 cái tâm sở tứ ra. 11 cái tâm này cộng với tất cả những tâm sở ở trong này trừ tâm sở tứ ra là những pháp kết hợp với tứ mà không kết hợp với tâm. Cái đó là cái thứ nhất. Vậy cái thứ hai này á, mới là trớ trêu chưa hết. Cái trớ trêu là cái thứ hai này là mình nhớ lúc nãy á, là nói chuyện này cũng được. Trong cái nhóm thứ nhất á, là mình đã trừ đi ra 55 cái tâm sở tứ và Đây. Mình trừ ra 55 cái tâm sở tầm và 55 cái tâm sở tứ ở trong 55 cái tâm mà nó kết hợp với cả tầm và tứ rồi. Trong bây giờ những cái này bởi vì nó loại trừ ra ngoài cho nên bây giờ mình phải nhìn vào nó. 55 cái tâm sở từ và 55 cái tâm sở tứ này á, nó có phải là những pháp kết hợp với tứ mà không kết hợp với tầm không? Bây giờ mình nhìn vào đây mình thấy nè, bây giờ giả sử mình bắt cái tâm sở, cái tổ hợp đầu tiên là cái tổ hợp tham, cái tâm tham đầu tiên á, nó có là một cái tâm tham và 19 cái tâm sở trong đó. Bây giờ mình bắt cái tâm sở tầm, mình hỏi cái tâm sở tầm này nó có kết hợp với tâm sở tứ và không kết hợp với tâm sở tầm không? Thì đúng, bởi vì tâm đó nó kết hợp trong đó, nó có đi cùng với tứ mà nó không có cùng đi cùng với tầm, cho nên nó sẽ thuộc vào nhóm thứ hai này. Mình phải nhìn nhận nó như vậy mình mới thấy tại sao nó lại mới nằm trong này. Mình như còn 55 cái tâm sở tứ còn lại nó không có kết hợp với tứ được, bởi vì chính nó là tứ, nó không kết hợp với tứ, cho nên dĩ nhiên nó không có thuộc vào cái nhóm này. Cho nên trong cái nhóm thứ hai này nó có tới hai nhóm nhỏ ở trong này. Cái nhóm đầu tiên là 11 cái tâm nhị thiền và những cái tâm sở mà kết hợp với nó trừ ra 11 cái tâm sở tứ ra. Và cái thứ hai, cái nhóm nhỏ thứ hai là 51 cái tâm sở tầm ở trên này nè. Nó thỏa mãn cái tiêu chuẩn này, bởi vì nó là kết hợp với tứ mà nó không kết hợp với tầm. Cho nên nó sẽ rời vào nhóm thứ hai. Okay. Rồi bây giờ cái đó là xong, cho nên cái nhóm thứ hai này nó sẽ bao gồm, cái chi pháp của nó sẽ bao gồm là 11 cái tâm nhị thiền, 36 tâm sở kết hợp. Thường thường bây giờ xong, bây giờ ta 36, để chỉ 36 con số này, cái con số này mình phải hiểu ở đây nè. Thường thường đây 11 cái tâm nhị thiền này á, là nó toàn là những các pháp tịnh hảo thôi, cái pháp tịnh hảo, tâm tịnh hảo. Thì mình nhớ tâm tịnh hảo khi mà nói mình tính những tâm sở kết hợp lên mình chỉ có 38, đúng không? Nó chỉ là 15 cộng với 20, 13 cộng với 25 là 38. Bây giờ mình cái con số 36 nó từ đâu ra, con số 36 nó từ là mình phải trừ đi tâm sở tầm và tâm sở tứ. Tập trừ đi tâm sở tầm là bởi vì nó không, những tâm này không kết hợp với tâm sở tầm, cho nên mình trừ tâm sở tầm ra. Còn mình trừ 11 cái tâm sở tứ ra bởi vì ở đây mình đang nói tới cái trường hợp là nó kết hợp với tâm sở tứ mà không kết hợp với tâm sở tầm. Vì những tâm sở tứ này là không kết hợp với tứ cho nên mình phải trừ nó ra. Okay. Trong 11 cái tổ hợp này, nhắc lại trong 11 cái tổ hợp này, nó có tâm sở tứ trong đó nhưng mình không lấy bởi vì những tâm sở tứ này nó là không kết hợp với tứ cho nên nó không thuộc vào nhóm này. Còn mình trừ cái tâm sở tầm ra bởi vì là tâm sở tầm bản chất của nó là không kết hợp, nó không có mặt trong 11 tâm sở này. À, 11 tâm tổ hợp này. Cho nên cái chuyện mà nói trừ hai cái này ra mình phải hiểu trừ là nó trừ theo cái tên bản chất khác nhau. Cái tâm sở tầm mình trừ nó ra là bởi vì nó không kết hợp với 11 tâm này. Còn mình trừ cái tâm sở tứ ra bởi vì tâm sở tứ đó nó không có thuộc vào cái tiêu chuẩn này. Cho nên mình chỉ còn lại 36.
Dạ, thưa thầy, mình không có tính cái tâm sở tứ là vì cái tâm tứ nó không có tính trong trong cái tâm sở, tức là cái tâm sở mà kết hợp thì mình không có tính cái tâm sở của chính nó, phải không thưa thầy? Dạ thì bây giờ mình đặt câu hỏi để mình hỏi những cái tâm sở tứ này nó có đi cùng với tầm, nó có nó không đi cùng với tầm nhưng đi cùng với tứ không? Những cái tâm sở tầm, những cái tâm sở tứ mà ở trong 11 cái tổ hợp này này, nó có phải là các pháp mà không đi cùng với tầm nhưng đi cùng với tứ không? Đúng, dạ. Không đúng chứ, nó không có thuộc vào đây, bởi vì chị bây giờ chị nhìn 11 cái tổ hợp này đây, Không bây giờ nha, hiểu tại sao trò thầy lại trừ lại tính, tại vì cái này ok bây giờ nhị thiền sắc giới, ok nhị thiền sắc giới đây ba tầm, chị nhìn vào đây chị thấy là nó không có tầm, phải không? Không có tầm, đây là cái này, chỗ này là tầm, tầm tứ hả? 11 cái tổ hợp này nó không có tầm ở trong đó, đúng không ạ? Và nó có tứ ở trong đó, được chưa? Rồi bây giờ mình đang chú ý tới cái tâm sở tứ này nè, đang chú ý tâm sở tứ này. Bây giờ mình đặt câu hỏi là cái tâm sở tứ này á, nó có thuộc vào cái nhóm sắc, nhóm pháp mà không đi cùng với tầm và đi cùng với tứ không? không. Bây giờ chị hỏi đi, nó có thuộc vào nhóm đó không? Không, bởi vì sao? Cái nó đâu có đi cùng với tứ đâu, chính nó là tứ rồi, nó đâu có thể đi cùng với tứ được. Thì đó không? Nó không đi cùng với tầm là đành rồi, mà nhưng nó cũng không đi cùng với tứ được, mà vì chính nó là tứ rồi. Chị rõ chưa? Thầy trở lại cái bản của thầy, cái bản mà uẩn xứ. Cái ví dụ mà bạn của nam chắc cái đó dễ hiểu hơn á thầy. Mình nam luôn, cảm ơn. Dạ bạn của Tôi nam. cho lần trước đó. Bạn giờ bạn của nam, cái bạn của người nào là bạn của nam, chứ nam không thể là bạn của nam được. Tâm sở tứ không thể kết hợp với tâm sở tứ, không có kết hợp với tâm sở tứ. Cho nên mình phải trừ 11 cái tâm sở tứ đó ra trong Tức là 11 cái tổ hợp này. mình ý cho nói là hồi nãy là mình phải trừ ra chính nó đó phải không thưa thầy? Dạ đúng rồi, mình phải trừ chính nó ra. Thì mình cứ đặt câu hỏi bình thường thôi. 11 cái tâm sở tứ này nó có phải là những pháp mà không kết hợp với tầm nhưng mà kết hợp với tứ không? Thì nó không kết hợp với tầm đúng rồi, bởi vì nó trong 11 cái tổ hợp thì không có tầm thì đúng, nó thỏa mãn cái vế này. Nhưng mà nó không có thỏa mãn cái vế này bởi vì là nó không có kết hợp với tứ, chính nó là tứ rồi, nó không có thể kết hợp với tứ được nữa. Mình không thể là bạn của chính mình không thể đi cùng với mình, không được, mình chỉ có một mình, là không thể nói cái người đó là mình đi đi cùng, người đi cùng với mình là mình, không có cái vụ đó. Dạ, cảm ơn thầy. Cho nên mình phải loại 11 cái tâm sở tứ này ra, thì mình phải hiểu mình trừ cái tâm sở tầm bởi vì là tâm sở tầm không có mặt ở đây, nhưng mà mình trừ 11 cái tâm sở tứ là bởi vì 11 cái tâm sở tứ đó không có thỏa mãn cái điều kiện này, cho nên mình phải trừ nó ra. Rồi, ok. Thì đó là về cái nhóm thứ nhất. Còn cái nhóm thứ hai, nhắc lại 55 cái tâm sở tầm này nè, là 55 cái tâm sở tầm ở trên này nè, mình trừ nó ra rồi. Mà nhưng á, mình nhìn vào trong 15 cái 55 cái tâm sở tầm này, mình thấy nó thỏa mãn cái điều kiện này. Bởi vì nó tầm là nó không đi cùng với tầm là rành rồi, và nhưng nó đi cùng với tứ bởi vì nó nằm trong 55 cái tổ hợp này. Trong 55 cái tổ hợp này thì 55 cái tâm sở tầm nó có đi cùng với 55 cái tâm sở tứ ở trong đó. Cho nên nó thỏa mãn cái điều kiện này, cho nên mình phải bao gồm nó vào trong cái nhóm này. Vậy đó giờ. Ok, thì cái đó là cái nhóm thứ hai. Đó là mình trước khi học rồi nát rồi. Cái này nó trắc trớ chỗ đó, nó bởi vì không phải ai cũng nhìn ra được những cái vấn đề này. Nhìn nhìn họ nhìn về chi pháp họ cũng hiểu tại sao nó là như vậy, thì mình phải nhìn như vậy, mình phải nhìn rõ từng tổ hợp một và mình phải phân tích từng cái nhỏ nhỏ như vậy mới thấy ra được cái vấn đề của nó. Dạ dạ thưa thầy,
Thầy nói lại dùm cho trò, tại sao thầy tính luôn 55 cái tâm sở tầm ở chỗ đó đó thầy? Tại vì okay, vô rồi tầm. Bây giờ nhìn vào cái bảng thất bại lại. Rồi, đây. Bây giờ thì nhìn cái tâm tham đầu tiên, trong cái tâm tham đầu tiên này, trong cái tổ hợp này là nó có một cái tâm tham và 19 tâm sở kết hợp. Bây giờ cái điểm mình chú ý là những cái tâm sở tầm trong cái tâm tham đó. Cái tâm sở tầm này nè, bây giờ mình đặt câu hỏi, cái tâm sở tầm này nó có kết hợp với tầm không? Không, dạ không. Nó có kết hợp với tứ không? Dạ tùy theo pháp nào thưa thầy. Nó luôn luôn những cái này là những tâm sở biến hành, lúc nào nó cũng có mặt, mà sao tùy theo pháp à? 13 cái tâm sở này lúc nào nó cũng có mặt trong cái tổ hợp đó, cho nên là nó luôn luôn có mặt. Cho nên cái tâm sở tầm là ở trong cái tâm tham này nó luôn kết hợp với tâm sở tứ. Mình ở đây mình chỉ nói tới cái tâm tham đầu tiên thôi, mình không nói những cái tâm tham khác. Trong cái tâm tham đầu tiên này là cái tâm sở tầm trong đó nó luôn đứng bên cạnh tâm sở tứ, nó luôn có mặt, nó thấy tâm sở tứ ở trong đó. Cho nên cái tâm sở tầm này là nó không kết hợp với tầm, nhưng mà nó kết hợp với tứ. Cho nên nó sẽ rơi vào cái nhóm thứ hai, đó là cái định nghĩa của nhóm thứ hai. Toàn bộ như vậy, vì chỉ nhìn trong 55 cái tổ hợp đó, nó đều thỏa mãn hết. 55 cái tâm sở tầm đó, nó đều thỏa mãn cái điều kiện này hết. Cho nên mình phải đưa nó vào cái nhóm thứ hai. Tại vì trò lại nghĩ là thầy, cái bảng của thầy, thầy chỉ tính trên cái 11 cái tâm thiền thôi. Thành ra trò không hiểu tại sao trò thầy lại tích cộng, tính luôn cả 55 cái tâm sở tầm nữa. Tại vì cái tâm tham là mình đã tính ở phần trên không thầy? Thành ra đó, chị thấy ở đây á, mình không nên nghĩ đó là tâm tham, mà mình phải nghĩ nó là những cái tổ hợp. Mình nghĩ tâm tham là mình cứ nghĩ cái là một cái tâm tham không thôi, nhưng mà cái tâm tham đó bây giờ nó, mình phải nhìn nó là cái tổ hợp bao gồm một cái tâm ở trong đó có tên gọi là tâm tham, và 19 cái tổ hợp và 19 cái tâm sở đi cùng với cái tâm đó, toàn bộ cái đó thành một cái tổ hợp ở trong đó. Ở đây chưa, bây giờ mình đang ở trong cái tam đề tầm thì bây giờ mình nói như vậy được, nhưng mà đi qua cái tam đề tiếp theo, cái tam đề hỷ á, là mình phải nghĩ thoáng ra một chút xíu nữa, thì từ đề cái này xong rồi qua bên cái tam sở, cái tam đề hỷ nó sẽ thoáng một chút xíu nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình có thể hiểu như vậy là bởi vì 55 cái tâm sở tầm nó chưa được nhắc tới, nó chưa có được tính, cho nên mình phải cần tính tới nó. Bởi vì hiện tại là khi mà sau khi mình đang nói tới cái nhóm đầu tiên á, là mình đã tìm ra được những cái chi pháp của nó rồi, mình loại những cái khác ra. Bởi vì như ban đầu nói là cái tam đề này á, nó là còn dư sót, cho nên mình phải cuối cùng mình xem cái nào nó còn dư sót để mình đưa vào cái gọi là ngoại đề. Bởi vì ở trên cái nhóm đầu tiên này mình chỉ lấy được chừng đó chi pháp mà thôi, những cái nào dư sót mình phải chú ý để lát nữa mình xem nó có còn đó không. Nếu nó vẫn còn ở đó thì mình phải đưa nó vào cái ngoại đề, gì không? Cho nên ở đây sau khi mà mình xem cái chi pháp của nhóm đầu tiên rồi, mình thấy là 55 cái tâm sở tầm và 55 cái tâm sở tứ đó nó chưa có được phân chia, cho nên mình phải chú ý tới đó. Thì nói là nói như vậy, nhưng á, mà nó đúng hơn nữa là từng cái mục này là một cái mục riêng. Tức ở đây đang có ba cái mục, từng cái mục là mình cứ nhìn vào cái định nghĩa của từng cái mục này để mình tìm ra chi pháp. Thì để mà tìm ra chi pháp dựa vào những cái định nghĩa này á, thì như nói đó là mình không nên nhìn những cái này là chỉ những cái tâm, mà mình phải nhìn đó là những cái tổ hợp, nó bao gồm rất nhiều chi pháp ở trong đó. Mình phải nhìn từng chi pháp một và mình xem cái chi pháp đó nó có thỏa mãn với cái định nghĩa của cái nhóm đó không. Chứ mình đừng có nhìn nó như là những cái tâm hồi trước, là nhìn như vậy là không thể nào mà nhìn được tại sao nó là có những cái chi pháp như vậy. Rồi bây giờ là ở đó, nhưng bây giờ xong là cái nhóm thứ hai là như vậy, mình sẽ thấy là nó bao gồm là đây tất cả là những cái chi pháp thuộc vào cái nhóm thứ hai, tức là 11 cái tâm nhị thiền. Đây là 11 cái tâm, 11 cái tâm nhị thiền và 36 cái tâm sở kết hợp với 11 cái tâm nhị thiền này. Tại sao con số 36 thì từ đâu có? Thì mình nhớ số 36 này đó là 38 mà nó trừ đi cho hai cái là tâm và tứ.
cái tầm này mình trừ ra cái nguyên nhân là bởi vì trong 11 cái tổ hợp này nó không có tầm. Còn cái tứ này mình trừ ra bởi vì cái tứ này nó không có thỏa mãn cái điều kiện này. Nghe. Rồi cái đó là một nhóm. Cái nhóm thứ hai là 55 cái tâm sở tầm này là bởi vì ở trên này nè. Nó vẫn còn dư sót ở trên này, nhưng mà mình nhìn, khi mình nhìn vào cái định nghĩa mình thấy nó thỏa mãn với cái điều kiện này, cho nên mình phải đưa nó vào đây. Vì như 55 cái tâm sở tứ nó không có thỏa mãn điều kiện này, cho nên mình chưa có đưa nó vào được, không có đưa nó vào đây được. Okay. Rồi thì cái đó là cái nhóm thứ hai. Bây giờ qua nhóm thứ ba. Cái nhóm thứ ba là những các pháp mà không đi cùng với tầm mà cũng không đi cùng với tứ. Okay. Không đi cùng với tầm, không đi cùng với tứ á, thì bây giờ á, là bây giờ mình nhìn vào cái bảng á, cái bảng lúc nãy lại 121 tầm. 121 tầm à, mà mình đi trừ đi cho 66 tầm á, nó sẽ còn lại là 55. 55 tâm đó nó không có tầm mà nó cũng không có tứ. Cái này là mình đang nói tới nhóm thứ nhất, cái nhóm nhỏ thứ nhất. 55 cái tổ hợp đó, trong 55 cái tổ hợp đó nó không có tầm và nó không có tứ trong đó. Cho nên toàn bộ những cái pháp ở trong 55 cái tổ hợp đó nó không kết hợp với tầm và nó cũng không kết hợp với tứ. Cho nên cái đó là cái nhóm thứ nhất, nhóm nhỏ thứ nhất ở trong cái thể loại thứ ba này. 55 tầm, 55 tâm mà vô tầm vô tứ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ mình trong đó, trong 55 cái tổ hợp đó nó có những cái tâm sở trong đó nữa. Trong những cái tâm sở đó thì mình nhớ trong tâm sở, bởi vì những cái tổ hợp nó không có tầm và không có tứ trong đó, cho nên nó sẽ kết hợp với tất cả là 36 tâm sở trừ tầm và tứ ra. Thì cái chuyện mà nó trừ tầm và tứ ra, cái ý nghĩa đây mình phải hiểu nó khác với cái ý nghĩa ở trên này. Okay. Ý nghĩa dưới này trừ tầm và tứ là bởi vì là trong 55 cái tổ hợp này nó không có tầm và tứ. Nghe. Đó là sau cái này là trong cái nhóm nhỏ. Rồi. Qua cái thứ hai là bây giờ mình nhìn là nhớ nè, ở trên trong cái nhóm thứ nhất là mình trừ ra 55 tâm sở tầm, 55 tâm sở tứ, trong cái nhóm thứ hai là mình trừ đi 11 cái tâm sở tứ ra. Nghe. Ở trong cái nhóm 2 này nó đã lấy đi giùm mình là 55 cái tâm sở tầm rồi. Cho nên mình vẫn còn lại 55 cái tâm sở tứ và 11 cái tâm sở tứ ở đây. Bây giờ 55 cái tâm sở tứ thì mình hỏi 55 cái tâm sở tứ này nó có thỏa mãn cái điều kiện này không? Không đúng không? Vì 55 cái tâm sở tứ này á, là nó kết hợp ở trong 55 cái tổ hợp này. Mà trong 55 cái tổ hợp nó có tầm ở trong đó. Cho nên 55 cái tâm sở tứ này nó có đi cùng với tầm, cho nên nó không có thỏa mãn điều kiện này. Nhưng ở dưới này 11 cái tâm sở tứ ở dưới này nè. 11 tâm sở tứ này là nó nằm ở trong 11 cái tổ hợp. Mà trong 11 cái tổ hợp này nó không có tầm. Nó chỉ có tứ mà thôi. Cho nên 11 cái tâm sở tứ này nó không kết hợp với tầm, bởi vì nó không có tầm ở trong này. Và chính nó là tứ, nó không kết hợp với tứ. Cho nên mình thấy nó thỏa mãn cái điều kiện này. Cho nên từ đó mình phải cộng thêm 11 cái tâm sở tứ ở trong cái nhóm này qua đây nữa. Rồi, thì dĩ nhiên cuối cùng là sắc pháp, niết bàn. Sắc pháp thì sắc pháp nó không kết hợp với tầm và tứ rồi. Niết bàn nó cũng không kết hợp với tầm và tứ, cho nên nó cũng được đưa vào nhóm này luôn. Cho nên là nhóm thứ ba nó bao gồm tất cả những cái pháp này. Thì bây giờ mình nhìn lại toàn bộ mình thấy là nó còn dư sót cái gì? Nó còn dư sót lại 55 cái tâm sở tứ này. 55 cái tâm sở tứ này nó không thuộc vào cái nhóm này hết, cho nên nó sẽ thuộc vào ngoại đề. Okay. Dạ, mình chỉ cố gắng ngẫm lại chút xíu, ngẫm lại mình sẽ tìm thấy rõ ràng là như vậy. Thì thật sự không phải, nhưng mà không phải ai cũng nhìn thấy được như vậy. Người ta không hiểu tại sao mà lại trừ cái này trước cái kia được, tại sao cái này lại đưa vào trong này, người ta không thể nhìn được. Cố gắng mình ngẫm một chút mình sẽ thấy. Thì cái này là mình đã cố gắng giúp đỡ rất nhiều, cái cách nhìn phải phân tích như vậy mới thấy ra được như vậy. Dạ rồi, thì đó là chi pháp, đó là như vậy. Thì bây giờ dĩ nhiên những cái bước tiếp theo là mình sẽ phân tích theo ẩn xứ giới đế. Ẩn xứ giới đế thì thật sự cái này thì nó cũng giống cái trước, là mình chỉ làm sơ một chút xíu. Ok rồi, bây giờ là phân tích theo ẩn xứ giới đế.
Rồi cái thứ nhóm thứ nhất là các pháp hữu tầm hữu tứ, thì dựa trên nó là đó là 55 tâm kết ở. Tứ tâm và tứ và 50 tâm sở là trừ 55 cái tâm. Và 55 cái tứ ra. Rồi bây giờ uẩn thì là nó có bốn, thì ở đây dễ rồi, mà thấy uẩn có bốn, bởi vì sao nó không có sắc pháp thì nó không có uẩn, không có có sắc uẩn. Thì thọ tưởng thọ thì mình lấy toàn bộ những cái tâm sở thọ mà có trong này, nó sẽ thuộc vào thọ. Uẩn tưởng thì toàn bộ những cái tâm sở tưởng mà nó có mặt ở trong này nè, trong 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 những cái tổ hợp, trong những cái như nhóm cái như những cái chi pháp ở trên này, nó sẽ thuộc vào tưởng uẩn. Okay. Hành thì tưởng và hành đã lấy ra mất tiêu rồi, trong 50 cái mình đã lấy tưởng với hành à, lấy tưởng và thọ ra rồi, cho nên hành nó là 48 cái tâm sở còn lại. Và thức là 55 tâm. Đó là ổn. Xứ thì nó chỉ là hai, thì cái này đơn giản, xứ là hai bởi vì nó không có sắc pháp, cho nó không người, không có 10 cái xứ đầu tiên. Và dĩ nhiên ý xứ là nó bao gồm tất cả tâm, các tâm 55 tâm. Và pháp xứ là nó là 50 tâm sở. Ở tương tự với giới. Ai thì nó cũng sorry ba. Vậy cái thứ nhất là ý giới. Trong 55 cái tâm này á, trong đó nó có hướng ngũ môn và hai tiếp thâu trong cái này, hai cái hướng ngũ môn và hai tiếp thâu nó sẽ thuộc vào ý giới. Rồi ý thức giới thì nó sẽ là 52 tâm còn lại. Và pháp giới thì nó giống như trên đó, là nó sẽ là 50 tâm sở. Rồi bây giờ đế. Đế ở đây là có 3. Thì khổ. Ok, trong 55 cái tâm này á là 47 tâm, trong đó là 47 tâm hiệp thế. Nha. Cái này là tự 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 tìm ra, tự tìm thấy nha. Còn 8 cái tâm còn lại á, là nó là tâm siêu thế. Okay. À, như đó cái bảng này này. So, đây. 8 cái tâm này nè là siêu thế, và những cái tâm còn lại đó, 47 cái còn lại đó nó là hiệp thế. Rồi cho nên nó là 47 cái tâm hiệp thế. Và 49 tâm sở, trong 50 cái đó mình lấy 49 to cái thôi. Bởi vì mình phải trừ tham ra, tham nó không thuộc vào khổ, tham là tập. Okay. Cho nên là 47 cái tâm hiệp thế và 49 cái tâm sở kết hợp đó nó sẽ là khổ đế. Tập đó thì nó sẽ là tâm sở tham. Đạo. Ok, đạo thì ở đây á, mình nhìn trong toàn bộ những cái này này. Nó không có tầm. Okay. Những cái pháp trong này nó không có tâm sở tầm. Mình loại trừ hết tâm sở tầm vào trong này. Cho nên đạo ở đây nó chỉ còn lại có 7 chi đạo thôi. Bảy chi đạo này á, là trong bốn tâm đạo. Bốn tâm đạo này phải hiểu là bốn tâm đạo này là bốn tâm đạo sơ thiền nha. Tức là bốn cái tâm đạo này nè. Bốn tâm đạo này nè. Bởi vì mình đang tính tới 55 cái tâm đầu tiên mà.
55 cái tâm kết hợp với tâm tứ là nó trong đó nó có bốn tâm đạo mà trong đó chi pháp nó giống sơ thiền đó, gọi là nói ngắn là bốn tâm đạo sơ thiền đó. Trong bốn cái tâm đạo sơ thiền này thì dĩ nhiên khi mà nói chung về chi pháp thì trong đó nó có đủ tất cả tám chi đạo trong đó, nhưng mà bởi vì mình đang nói tới cái nhóm đầu tiên, mình loại tất cả những cái tâm sở tầm, tức là cái chánh tư duy, mình loại hết rồi, cho nên nó chỉ còn có bảy chi đạo thôi. Trong cái nhóm này nó chỉ có bảy chi đạo mà thôi, thì nó là bảy chi đạo trong bốn tâm đạo sơ thiền này này. Cái này nó là đạo đế. Bây giờ mình thấy có rất nhiều những cái ngoại đế còn nó không có thuộc vào đế trong đó. Thì ngoại đế ở đây là cái gì? Ngoại đế cái này là cái thứ nhất là bốn tâm đạo sơ thiền. Okay. Mình chưa có tính tới. Và 27 tâm sở kết hợp. 27 tâm sở kết hợp này là cái gì? 27 tâm sở kết hợp này, mình nhớ thường thường á, mình nói tới đạo á, thì nó chỉ có cái 36 là nhiều nhất, mình phải trừ đi hai cái vô lượng phần. Nó chỉ có 36 là tối đa. 36 mà ở đây mình trừ đi 7 cái chi đạo rồi, cho nên là nó chỉ còn lại là 29 mà. Nhưng mình nhớ ở đây á, là mình không lấy tầm và tứ, mình bỏ hết cả tầm và tứ rồi, cho nên trừ thêm hai cái tầm và tứ nữa, cho nên nó còn lại 27. 27 này là 36 này, trừ cho 7 đạo, trừ đi tầm và tứ. Nên nó chỉ còn lại cái 27. Là cái đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai là bốn tâm quả sơ thiền. Bốn tâm quả sơ thiền này thì nó kết hợp với 34 tâm sở. À, bốn tâm sở này là cái gì? Là dĩ nhiên nó cũng 36 mà nó trừ đi tầm và tứ. Rồi, thì đó là cái phân tích theo đế là như vậy. Rồi, đó là nhóm thứ nhất. Bây giờ mình qua nhóm thứ hai. Là các pháp vô tầm hữu tứ. Thì ở đây nó bao gồm là 11 tâm nhị thiền, 36 tâm sở kết hợp. 36 tâm sở kết hợp này mình phải nhớ là mình phải trừ đi tầm và tứ. Và đây là nó có 55 cộng thêm với cuối cùng thêm một nhóm là 55 tâm sở tầm nữa. Mình phải nhớ 55 cái tâm sở tầm này nó ở trong cái 55 cái tổ hợp ở phía trên đó. Ok. Rồi, cái đó là tất cả những chi pháp ở trong cái nhóm thứ hai. Bây giờ mình phải phân chia theo ẩn xứ giới đế. Giờ ẩn thì nó là 4. Thì cái ẩn thì dễ rồi, nó thừa bởi vì nó không có sắc, cho nên thọ tưởng hành và thức. Thọ thì là tâm sở thọ, tưởng là tất cả nhâm tâm sở tưởng. Hành là cái gì? Hành ở đây là 36 cái tâm sở mà mình đã, và 36 tâm sở mà mình không có, mình đã lấy đi cái thọ và tưởng rồi, cho nên mình chỉ còn lại có 34 thôi. Và cái tiếp theo nữa, 55 cái tâm sở tầm này nó cũng thuộc vào hành uẩn luôn. Nghe. Cho nên toàn bộ những cái này thuộc vào hành uẩn, và cái cuối cùng là thức uẩn, thì nó sẽ là 11 tâm. Rồi cái là uẩn. Xứ thì nó là 2. Ý xứ thì nó chỉ là 11 tâm. Và pháp xứ thì nó sẽ toàn bộ những tâm sở, tức là 36 tâm sở và 55 tâm sở tầm. Giới. Giới thì ở đây là nó, những cái tâm đây là những cái tâm nhị thiền thôi. Ở đây không có ý, không có ý giới, vì không có hướng ngũ môn, cũng có hai tiếp thâu, cho nên nó không có ý giới. Nó chỉ là ý thức giới.
ý thức giới sẽ là 11 tâm, và pháp giới thì nó sẽ là như trên, nó 36 tâm sở và 55 tâm sở tầm. Đế. Rồi đế này thì nó hơi phức tạp chút xíu. Cái thứ nhất là khổ. Đế ở đây là ý giới. Giới là hai. Đế ở đây là hai. Nhất, thứ nhất là khổ. Ở đây là mình thấy nó có hai nhóm. Một cái nhóm thứ nhất mình tìm tất cả những cái khổ ở trong này. Khổ trong này á, thì nó 11 tâm nhị thiền này, mình nhớ là 11 tâm này á, là nó bao gồm có 3 tâm thị thế, okay, và 8 tâm siêu thế, okay. Cho nên 3 cái tâm thị thế là nó thuộc vào đây. Ba tâm hiệp thế và 33 tâm sở kết hợp. 32 tâm sở kết hợp là cái gì? Thì nhớ là toàn bộ những pháp tình hảo thì nó kết hợp với 38, đúng không ạ? 38 bây giờ mình trừ đi cho ba cái giới phần. Bởi vì đây là những tâm thiền cho nên không có giới phần đâu, nó ba cái giới phần và mình trừ thêm cái tầm và tứ nữa. Ở đây phải nhớ là trừ tầm, là bởi vì những tâm sở này, những cái tâm này là tâm nhị thiền, nó không có tầm. Trừ tứ là bởi vì là ở đây mình trừ cái tứ này rồi, tứ nó không có thuộc cái nhóm này cho nên mình không có tứ. Cho nên 33, 33 là như vậy, 33 nó xuất phát từ đây. Rồi. Cái tiếp theo nữa là gì, là mình đã tính xong cái phần này rồi, bây giờ còn cái phần này. Trong 55 cái tâm sở tầm này thì mình nhớ 55 cái tâm sở tầm này là nó kết hợp với 55 cái tâm mà kết hợp với tầm và tứ. Trong 55 cái tâm đó, tức là 55 cái tổ hợp đấy, nó có 47 cái tổ hợp là hiện thế. Và 4 và 8 cái còn lại á, là siêu thế. Thì 47 cái tâm sở tầm mà kết hợp với 47 cái tâm hiệp thế này nè, bởi vì nó là hiệp thế cho nên nó thuộc vào khổ. Còn 8 cái còn lại đó là siêu thế cho nên nó không thuộc vào khổ. Ok. Rồi. Bây giờ đạo. Đạo á, thì là ở đây cũng như vậy, ở đây mình không có tầm nữa, những cái này không có nhóm, nó không có tầm ở trong này, không có tầm ở trong này, cho nên mình cũng không có chánh tư duy, cho nên nó chỉ là bảy chi đạo mà kết hợp với bốn tâm đạo. Ở đây mình có 8 tâm siêu thế, nó bốn kết hợp với bốn tâm đạo, tâm đạo gì thì nó thì cái đó là đạo đế. Chưa hết nữa. Bây giờ mình nhìn vào trong này. Nó có 55 cái tâm sở tầm. Mình đã lấy đi 47 cái tầm siêu thế rồi. Mình còn lại 8 cái tầm. Sorry, 47 cái hiệp thế rồi. Mình còn lại có 8 cái siêu thế. Trong 8 cái siêu thế đó, đó 4 cái á, là nó kết hợp với 4 cái tâm đạo sơ thiện. Bốn cái nó kết hợp với bốn tâm quả sơ thiền, bốn cái mà thuộc và khi mà kết hợp với bốn cái tâm đạo sơ thiền, bốn cái đó nó là chánh tư duy. Bốn cái chánh tư duy đó nó kết hợp với bốn cái tâm đạo sơ thiền, cho nên bốn cái đó nó cũng thuộc vào đạo đế luôn. Cho nên là bốn cái tâm sở tầm kết hợp với bốn tâm đạo nhị thiền, à, so thì sơ thiền. Okay. Nhắc lại, ở đây trong này mình có 55 cái tâm sở tầm này, 55 cái tâm sở tầm đây thì có 47 cái là hiện thế và 8 cái là siêu thế. Và nhớ 8 cái siêu thế đó, nó là 8 cái sơ thiền này nè. Okay. 8 cái tổ hợp sơ thiền này,
trong 8 cái tổ hợp này nó có 4 cái tổ hợp thuộc về đạo, thì 4 cái tâm sở tầm mà kết hợp với 4 trong cái 4 cái tổ hợp sơ thiền của đạo này, 4 cái đó nó là 4 cái chánh tư duy, cho nên nó sẽ thuộc vào đạo đế ở đây. Những 7 cái chi đạo ở trên này á là nó kết hợp với những cái tâm đạo nhị thiền, nhưng mà 4 cái tâm sở tầm ở dưới đây nó lại là kết hợp với 4 tâm đạo sơ thiền. Rồi thì cái là đạo. Bây giờ ngoại đế. Ngoại đế thì ở đây là mình chưa lấy 4 cái tâm đạo, ok, 4 tâm đạo nhị thiền chưa lấy, cho nên 4 cái tâm đạo nhị thiền và 27 tâm sở kết hợp. Còn là 27 tâm sở này là cái gì? Thì mình nhớ là 4 tâm đạo nhị thiền này á, là cái số tâm sở kết hợp tối đa với nó là 36. 36 là vì mình trừ đi hai cái vô lượng phần, nó không kết hợp với đây là cái là những tâm đạo, cho nó không có vô lượng phần, nó còn 36. 36 mà ở đây mình trừ đi cho 7 cái chi đạo ở trên này rồi. Mình đã lấy ra 7 cái chi đạo rồi, nhưng là 7 chi đạo. Và ở đây những cái này á, là những cái đây là tâm nhị thiền, nó không có tập, thì mình trừ đi tầm. Và tứ là nó không có tứ ở đây, bởi vì cái nhóm pháp này không có tứ, cho nên mình trừ luôn cả tầm và tứ, cho nên nó còn lại 30, 27 là như vậy. Ok, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình nói tới 4 cái quả. 4 quả nhị thiền thì nó kết hợp với 34 tâm sở. Ba mươi bốn tâm sở này nó là 36 mà nó trừ đi tầm tứ. Và cái cuối cùng là 55 cái tâm sở tầm này là mình đã lấy đi 47 cái hiệp thế rồi, mình lấy đi 4 cái thuộc vào đạo rồi, nó còn 4 cái thuộc vào quả, 4 cái đó nó cũng là ngoại đế. Cái này mình cố gắng ngẫm để chút xíu, ngồi mình kỹ vào vấn đề, mình ngẫm chút xíu thì nó sẽ ra, còn nó còn hơi phức tạp một chút xíu, không có đơn giản. Thì đó là ứng xứ giới đế của cái nhóm thứ hai. Ok, tôi chắc bên đây cho mình dừng ở đây, là vì cái phần sau này nó cũng rất là phức tạp. Nhóm thứ ba nó cũng phức tạp. Cái gì mình dừng ở đây, cái gì tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ. Đi xa, đi xa, đi xa. Xa, đúng. Kính cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn.